Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nhung bị hoài tát, ngay bệnh viện, nhất quyết yêu hiếu. Mời các bạn cùng xem tập 27, Làng trong phố. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Cuộc sống và mối quan hệ phức tạp giữa Hiếu, Hoài và Nhung vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi ở xóm trọ. Những biến cố gần đây đã tạo ra sự căng thẳng và xáo trộn trong mối quan hệ của họ, và cuộc họp nhỏ tại bệnh viện đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tình huống này. Hùng, người anh trai của Nhung, đã đưa em gái đến bệnh viện để xin lỗi Hiếu về những sự hiểu lầm và xung đột trong quá khứ. Hiếu, người vẫn đứng vững và lắng nghe, chấp nhận lời xin lỗi này mà không có bất kỳ ác ý nào. Anh thậm chí còn đồng tình dạy dỗ Nhung, vì anh biết rằng mối quan hệ giữa họ rất quan trọng với Nhung. Hiếu bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Nhung không phải là do ý đồ gì đặc biệt. Thực tế là, lúc anh gặp khó khăn và cô đơn nhất, anh chỉ có mỗi Nhung là người ở bên cạnh anh, không có ai khác. Lời kết luận của Hiếu rõ ràng, giờ cô cũng thế. Nhà chỉ có mỗi hai anh em, và chúng ta phải yêu thương và chăm sóc nhau. Hiếu cảm nhận được lo lắng của Hùng đối với Nhung, và anh quyết định giúp đỡ cô, coi Nhung như em gái của mình. Anh nói với mọi người rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, và anh không bao giờ đánh đổi điều đó. Tuy nhiên, Nhung không đứng yên và không chịu nghe lời Hiếu. Cô không ngừng thách thức, bày tỏ tình cảm của mình đối với Hiếu, bất chấp việc anh đã có vợ và con cái. Cô tự tin tuyên bố rằng, dù tình hình có thế nào đi nữa, cô vẫn yêu Hiếu và sẽ không quan tâm đến ý kiến của người khác. Nếu vợ Hiếu rời bỏ anh, cô sẽ đứng ở bên cạnh anh. Hùng, anh trai của Nhung, không thể chấp nhận những lời nói bậy bạ và thách thức của em gái mình. Anh tát cho Nhung một cái bạt tai, thể hiện sự tức giận và không hài lòng về hành động và lời nói của cô. Hùng nói, mày ăn nói kiểu đấy à? Hết người rồi hay sao cứ phá hoại nhà người ta? Những lời nói nặng nề này khiến Nhung đau đớn, và cô ôm mặt, bật khóc và bỏ đi. Cuộc tình giữa Hiếu và Nhung đã trở nên phức tạp và đầy căng thẳng hơn bao giờ hết. Liệu Nhung sẽ tiếp tục dành tình cảm cho Hiếu, và Hoài sẽ có thể tha thứ cho chồng mình sau tất cả những xáo trộn này? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.